Thưa quý vị, những con tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 chưa vươn khơi đã hỏng cũng là tâm điểm của báo chí tuần này. Đang vào vụ cá, nhưng 19 con tàu phải nằm bẹp tại cảng cá đề di của tỉnh Bình Định. Cho dù các công ty đóng tàu đã cho khắc phục một số lỗi, nhưng ngư dân vẫn không dám mở biển vì máy chính là hàng dơm. Trong khi đó, thì Biển Đông bắt đầu mùa bão, nếu lỡ máy chết dọc đường thì biết kêu ai. Với hàng tít, họ đã phản bội ngư dân, báo tiền phong kể một chi tiết còn ít người biết về những con tàu vỏ thép ở Bình Định. Những con tàu là mồ hôi xương máu của những kình ngư từng thành lập đội ra khơi giữ biển và đấu tranh bảo vệ chủ quyền tại Hoàng Sa. Những ngư dân đã từng năn nỉ nhà máy, đăng kiểm, ngân hàng giúp làm tàu tốt để họ làm ăn và ra biển gìn giữ Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng rốt cuộc, họ đã bị phản bội. Càng xót xa và phẫn nộ hơn khi những con tàu hàng chục tỷ đồng nằm bờ thì hai công ty đóng tàu đã nhanh tay dùng tiền mặc cả với ngư dân để cố che giấu sự khuất tất của mình. Cụ thể là sau khi tỉnh Bình Định quyết định thành lập tổ thẩm định tàu hư hỏng thì đại diện công ty Nam Triệu và Đại Nguyên Dương đã đưa ra các mức giá đền bù khác nhau. Lúc thì trăm triệu, hai trăm triệu, thậm chí là cả bốn trăm triệu với điều kiện là ngư dân phải rút đơn khiếu nại và rút tất cả hồ sơ yêu cầu thẩm định đã gửi các cơ quan chức năng. Lý do mà các công ty này đưa ra là để công ty đóng tàu, hãng máy và ngư dân tự thỏa thuận giải quyết cho nhanh. Trước đó, thì đại diện công ty Đại Nguyên Dương thừa nhận đã dùng thép Trung Quốc thay vì là phải dùng thép của Hàn Quốc để đóng thân tàu. Còn công ty Nam Triệu thì cũng đã xác nhận là đã lắp máy đường bộ cải hoán, chứ không phải là loại máy dành cho tàu thủy. Và đến khi bị phát hiện thì họ lại đổ cho ngư dân sử dụng chưa thành thạo. Thậm chí là lý giải tàu dỉ do nước biển quá mặn. Vâng lẽ ra là các công ty đóng tàu phải tự hào khi được lựa chọn để thực hiện cái nhiệm vụ là hiện đại hóa à, tàu cá Việt Nam thì ngược lại, họ đã đưa ngư dân những con tàu không thể ra khơi và nguy cơ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Trên tờ pháp luật thành phố Hồ Chí Minh là tâm sự đầy nước mắt của những ngư dân đặt cả hy vọng và gia sản để có được một con tàu vỏ thép trị giá gần 20 tỷ đồng, để rồi hy vọng trở thành thất vọng khi mà sau 4 chuyến ra khơi đã mất thêm 500 triệu đồng vì tàu hỏng máy phải quay về. Giờ tàu nằm im không ra khơi biết lấy gì trả lãi ngân hàng. Lợi dụng cơ chế ưu đãi của chính phủ trong việc đóng tàu vỏ thép, các đơn vị đóng tàu đã có dấu hiệu trục lợi từ chương trình này. Báo tuổi trẻ gọi đó là việc làm có tội với ngư dân và gây tổn hại cho một chương trình mang nhiều ý nghĩa. Trong tuần, khi trả lời chất vấn trước Quốc hội, thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho hay, sau khi làm rõ nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, thì các cơ quan chức năng sẽ làm rõ những vấn đề có liên quan. Theo đó thì cơ quan nào sai, cá nhân nào sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Điều này sẽ được làm kiên quyết, không phải vì số tàu này mà ảnh hưởng tới cả một chủ trương chính sách lớn, kể cả phần thuộc về bộ. Chỗ nào sai, bộ phải chịu trách nhiệm. Diễn biến mới nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, ông Trần Châu cho biết, đã ký công văn yêu cầu công an tỉnh điều tra hàng loạt tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh này vừa một đóng mới đã bị hư hỏng nặng. Công an cũng sẽ điều tra hiện tượng đi đêm giữa các công ty đóng tàu với ngư dân báo người lao động thông tin công an tỉnh bình định cũng đã có văn bản gửi bộ công an khi nào có ý kiến chỉ đạo của bộ công an công an tỉnh bình định sẽ giao cơ quan điều tra vào cuộc ngay